tháng 4 năm 2024, báo cáo của đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 kính gửi đại hội đồng cổ đông. 1. Về việc thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao. Năm 2023, MB đã tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 theo đúng quy định và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. Về thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thì một là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 MB đạt được như sau: tổng tài sản đạt 267.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022; tổng thu nhập thuần từ hoạt động đạt 12.259 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Giá trị vốn hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt 26.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2022. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 sẽ được trình bày chi tiết của tại báo cáo của đồng điều hành là do Thủ tướng sẽ trình bày sau đây. Chúng ta hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, đã hoàn thành việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán sắp xếp báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024. Về việc thực hiện ngân sách thù lao năm 2023 cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã phê duyệt mức thù lao đối với hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 là 25,5 tỷ đồng. Đến nay đã chi cho các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát là 20,11 tỷ đồng, bằng 79% mức phê duyệt của đại hội đồng cổ đông. Chi tiết được nêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều 5, điều lệ phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thông qua việc giao hội đồng quản trị tiến hành các công việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, bổ sung giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Năm 2023, MB tập trung ưu tiên việc bổ sung một số nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh như giao dịch chuyển tiền ngoại tệ, giao dịch hợp đồng thương mại ngoại tệ trên thị trường, tập trung nên chưa xin cấp đổi bổ sung giấy phép hoạt động theo mẫu mới của Ngân hàng Nhà nước. Đến thời điểm này, hội đồng quản trị tiếp tục trình đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh để thống nhất nội dung giữa giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của MB và giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp. Về việc ủy quyền của hội đồng quản trị phê duyệt quy chế tài chính bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản. Năm 2023, hoạt động tài chính của MB duy trì ổn định, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó không phát sinh việc sửa đổi quy chế tài chính. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, Quốc hội khóa 15 đã chính thức thông qua luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, nhằm tạo sự chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động tài chính theo quy định mới của luật các tổ chức tín dụng năm 2024 tại MB, hội đồng quản trị kính trình tại hội đồng cổ đông giao cho hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung và phê duyệt việc ban hành mới quy chế tài chính hiện hành của MB trên để phù hợp với luật các tổ chức tín dụng năm 2024. Về việc thực hiện nghị quyết đại đồng cổ đông năm 2023 thông qua việc lấy ý kiến và văn bản, thì đại đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua việc giao hội đồng quản trị phê duyệt phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ngân hàng Nhà nước phương án hiện nay đã được trình lên Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định. Về việc thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng khối lượng các khoản đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro được đại đồng cổ đông 2023 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến phòng văn bản, thì hội đồng quản trị xin được báo cáo đại đồng cổ đông như sau. Thì căn cứ nghị quyết của đại đồng cổ đông, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành rà soát các khoản nợ có thời gian tối thiểu là 5 năm kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, đánh giá các điều kiện và đề xuất phương án triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành vì các lý do sau đây. Một là do đa số các khoản nợ cá nhân không còn tài sản đảm bảo, số tiền mỗi khoản nợ là nhỏ, thời gian phát sinh từ rất lâu nên công tác rà soát đánh giá các điều kiện, ví dụ như hồ sơ, tài liệu chứng minh là đã thực hiện tất cả các biện pháp hồi nợ nhưng không thu được nợ thì cần nhiều thời gian, vì đều phải làm là thủ công cả. MB có kế hoạch ra mắt hệ thống kho mới vào tháng 4 năm 2024 nên nhân lực của các bộ phận nghiệp vụ hành toán được ưu tiên cho việc kiểm thử hệ thống, rà soát, làm sạch dữ liệu, chuẩn bị cho chuyển đổi sang kho mới. Việc hạch toán xuất toán trên kho mới cũng chưa lường hết được các vướng mắc có thể phát sinh nên các đơn vị nghiệp vụ cần có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ kho mới về việc hạch toán này. Do đó, để phù hợp với thời điểm chuyển đổi hệ thống kho mới, giảm thiểu sai sót trong quá trình tác nghiệp thủ công, hội đồng quản trị
xin báo cáo và trình đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua việc xuất toán ngoại bảng đối với các khoản đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời giao và ủy quyền cho tổ quản trị xem xét quyết định thực hiện việc xuất toán khoản ngoại bảng đối với từng khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cụ thể, tên khách hàng, số tiền, thời điểm xuất toán trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và nội bộ lẫn bên. Hai lượt về tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các nghị quyết của hội đồng quản trị. Trong năm 2023, hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp, 89 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 89 nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị để định hướng chỉ đạo hoạt động của MB cũng như quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị và danh sách các nghị quyết của hội đồng quản trị theo phụ lục 01 kính kèm vào tài liệu này. Với việc tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng với hội đồng điều hành, hội đồng quản trị theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của hội đồng điều hành trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị theo đúng định hướng chiến lược đề ra. Ba lượt báo cáo về các giao dịch giữa MB, công ty con với thành viên hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó, giao dịch giữa MB với công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch thì đã có trong chi tiết tại phụ lục số 2 kèm với báo cáo này. 4. Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết loại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất theo quy định tại thông tư 21, thông tư ngân hàng nhà nước thì chi tiết tại phụ lục 3 những kèm báo cáo này. 5. Báo cáo công khai danh sách người vay và các lợi ích liên quan theo quy định thông tư 22, thông tư ngân hàng nhà nước thì chi tiết tại phụ lục 4 những kèm báo cáo này. 6. Công khai lợi ích liên quan của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Các thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc MB đều công khai với MB các thông tin liên quan đến các tổ chức mà mình và người có liên quan tham gia quản lý, điều hành, sở hữu vốn góp cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên. Đồng thời, các thông tin này đều được MB thông báo cho ngân hàng nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Chi tiết tại phụ lục 5 thì kèm báo cáo này. 7. Về hoạt động phát hành trái phiếu, trong năm 2023, MB đã phát hành 4 đợt trái phiếu riêng lẻ tổng mệnh giá là 4.500 tỷ đồng với mục đích cho hai khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Các đợt phát hành trái phiếu của MB đều tuân thủ quy định của pháp luật, tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu được đăng trên website của MB và chuyên trang trái phiếu của Sở Thông tin Chứng khoán Hà Nội. 8. Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 như sau. Trong năm 2023, hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp, 89 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các trình tự, thủ tục luật định. Trên cơ sở đó, các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ. Với việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng và tích cực, các thành viên hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ và có chỉ đạo sát sao hoạt động của các ủy ban, hội đồng và đơn vị trực thuộc hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, giúp việc tham mưu hội đồng quản trị cũng như hoạt động của tổng giám đốc và hội đồng điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ đối với các giao dịch cổ phiếu, giao dịch người có liên quan tại MB cũng như thông tin về các lợi ích liên quan của mình tại doanh nghiệp khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. Đánh giá chung hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2023, thành viên hội đồng quản trị độc lập nhận thấy các thành viên hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên môn cao, đưa ra các đề xuất chỉ đạo kịp thời và toàn diện trong mọi lĩnh vực quản trị, các chính sách quản lý rủi ro, các giải pháp kinh doanh đảm bảo mục tiêu vì lợi ích của MB và tuân thủ quy định của pháp luật. Về hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023, thành viên hội đồng quản trị độc lập đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc cùng với các thành viên hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc và tổng giám đốc, hội đồng điều hành với sự tham gia trực tiếp vào hoạt động của các ủy ban như quản lý rủi ro, ủy ban công nghệ, thành viên hội đồng quản trị độc lập đã đưa ra các ý kiến góp ý, trao đổi và quyết định các vấn đề liên quan đến chính sách rủi ro và công nghệ của toàn hàng, góp phần ổn định hoạt động của MB. Ngoài ra, thành viên hội đồng quản trị độc lập thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ theo phân công chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị và hội đồng quản trị giao. 9. Hoạt động của các ủy ban thuộc hội đồng quản trị. MB có các ủy ban trực thuộc là ủy ban nhân sự, ủy ban quản lý rủi ro, ủy ban công nghệ, ủy ban chiến lược, ủy ban phát triển bền vững. Hoạt động của các ủy ban được triển khai theo quy chế tổ chức hoạt động riêng do hội đồng quản trị ban hành để chi tiết để theo phụ lục 6 kèm vào các bài. 10.
kết quả giám sát hội đồng quản trị đối với tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác. Hoạt động giám sát hội đồng quản trị đối với tổng đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện theo quy chế tổ chức hoạt động hội đồng quản trị, quy chế quản trị MB thông qua việc tham gia trực tiếp vào các cuộc họp định kỳ đột xuất của hội đồng điều hành, hội đồng quản trị nắm bắt thường xuyên liên tục tình hoạt động kinh doanh, quản trị nhân sự, rủi ro trong hệ thống để có chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của tổng giám đốc và hội đồng điều hành. Bên cạnh đó, việc giám sát hội đồng quản trị còn thông qua báo cáo định kỳ hàng quý về việc thực hiện các nghị quyết, các quyết định ban hành của hội đồng quản trị thông qua việc xem xét các báo cáo chuyên đề do ban kiểm soát kiểm toán độc lập đánh giá về hoạt động của tổng đốc hội đồng quản trị trong năm 2023. Hội đồng quản trị nhận thấy tổng giám đốc và hội đồng điều hành luôn chú trọng và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chỉ đạo của hội đồng quản trị đề ra. Tổng giám đốc và hội đồng điều hành cũng đã chủ động nghiên cứu và triển khai các định hướng chiến lược kinh doanh mới, đầu tư và ứng dụng chuyển đổi số theo đúng xu hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động của MB. Song song đó, áp dụng nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thích ứng với diễn biến phức tạp của thị trường, hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể các mục tiêu kế hoạch của năm 2023 được giao và hài hòa được phân tích của các bên liên quan, cùng với kết quả kinh doanh tích cực, những nỗ lực của MB trên các phương diện quản trị rủi ro, sản phẩm dịch vụ đã mang đến nhiều vinh dự cho MB với những cái giải thưởng do tạp chí tài chính kinh tế quốc tế trao tặng. 11. Thù lao chi phí hoạt động và lợi ích khác của đồng quản trị hiện sẽ được trình bày chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình đại hội cổ đông và công bố công khai trên website của MB. 12. Định hướng hoạt động năm 2024. Tiếp nối thành tựu từ năm 2023, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2024 sẽ tập trung vào các nội dung sau. 1. Tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển khách hàng theo định hướng chiến lược chung đã được thiết lập từ năm 2018 hướng tới năm 2027. Trong đó, tập trung nguồn lực để tăng trưởng tối đa đối với mảng danh mục nói là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2. Chú trọng hoạt động quản lý và đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn chi phí thấp thông qua thu hút CASA và các nguồn tài chính xanh từ thị trường quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng cũng như có nguồn vốn ổn định cho việc tăng trưởng tín dụng và đầu tư. 3. Phát triển tín dụng trên nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo chất lượng và an toàn tín dụng, giảm tỷ trọng với các khách hàng có nợ rủi ro cao, chủ động thực hiện nhiều biện pháp cảnh báo sớm cũng như quản lý sau cho vay, tích cực đẩy mạnh công tác quy nợ xấu để tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng thu nhập từ thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro. 4. Tối ưu hóa chi phí hoạt động, trong đó tập trung quản lý chi phí hiệu quả thông qua việc tinh gọn và số hóa các quy trình sản phẩm từ khách hàng đến các quy trình dịch vụ nội bộ. 5. Đa dạng hóa nguồn thu nhập, tiếp tục đẩy mạnh tăng thu nhập từ phí dịch vụ thông qua các giải pháp bán chéo, tận dụng hệ sinh thái tài chính, đồng thời tối ưu hóa vị thế dẫn đầu của MB về các hoạt động kinh doanh ngoại hối. 6. Nâng cao năng lực quản trị công nghệ, đảm bảo sự phù hợp của hệ thống công nghệ thông tin nền tảng với chiến lược kinh doanh tổng thể của ngân hàng, chuyển đổi số nền tảng công nghệ hiện có sang nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm tăng sự linh hoạt và thời gian nhanh hơn đáp ứng nhu cầu thay đổi trong kinh doanh. Các dự án chương trình trọng điểm như core banking, chuyển đổi số kinh doanh, chuyển đổi số nền tảng, chuyển đổi số vận hành tiếp tục được triển khai để tạo động lực thúc đẩy năng lực của lực lượng bán hàng, chuyển dịch, cách thức vận hành và kinh doanh theo hướng số hóa. 7. Thiết lập khung quản trị dữ liệu toàn hàng, chuẩn hóa siêu dữ liệu nâng cao, xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung toàn hàng, đồng thời phát triển và vận hành tự động các báo cáo phân tích phục vụ kinh doanh. 8. Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận mới, liên tục cập nhật mô hình để cải thiện hiệu quả kiểm soát rủi ro và củng cố chất lượng tài sản, tăng cường hệ thống bảo mật, an toàn an ninh nhằm bảo vệ ngân hàng khỏi những rủi ro tiềm ẩn. 9. Tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế theo Basel 3, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế để hướng tới mục tiêu tăng trưởng ổn định xanh và bền vững. 10. Mới bên tiếp tục hành trình tầm nhìn trở thành ngân hàng anh muốn tham gia, không ai muốn rời bỏ, thông qua việc tăng trải nghiệm nhân viên bằng nhiều chương trình chiến lược, phát triển và giữ chân nguồn lực, đặc biệt là các nhân tài số, triển khai phương thức làm việc mới, kiến tạo và thiết lập văn hóa số thành hệ DNA của ngân hàng phục vụ công cuộc phát triển bền vững cho MB. 11. Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác giám sát của đồng quản trị, ưu tiên áp dụng công nghệ trong mô hình phương thức giám sát, đảm bảo quy định pháp luật và thông lệ. Trân trọng báo cáo đại hội cổ đông.
thay mặt hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị Trần Anh Tuấn đã ký. Xin kính mời quý vị đến với báo cáo của hội đồng điều hành. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Linh, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam sẽ đại diện cho hội đồng điều hành trình bày báo cáo này. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị cổ đông, tôi xin phép được thay mặt hội đồng điều hành đọc báo cáo tóm tắt hội đồng điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB. Kính thưa quý vị cổ đông, như chúng ta đã biết là kinh tế trong năm 2023 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hầu hết các nền kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, thì tăng trưởng GDP Việt Nam trong cả năm 2023 đã đạt 5,05% và cao hơn so với mặt bằng tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Ngành ngân hàng đóng góp đáng kể quá trình nỗ lực vượt lại nền kinh tế Việt Nam với sự điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, tín dụng toàn ngành ngân hàng tăng 13,71% so với năm 2022 và đảm nhận được yêu cầu huy động vốn đảm bảo lưu thông cho nền kinh tế. Sau đây là một số kết quả hoạt động của MSB trong năm 2023, một vài điểm nhấn trong hành trình của 2023 của MSB. Một trong những ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong hệ thống và được ngân hàng nhà nước cho phép là 22,4%. Và MSB cũng là một trong những ngân hàng trong nhóm đầu có tỷ lệ CASA trên tổng huy động cao đạt 26,54%. Đặc biệt thì cái nguồn CASA của chúng ta đến từ khách hàng chiến lược là khách hàng cá nhân và khách hàng SME. Và thị phần số 1 về giao dịch trái phiếu chính phủ, MSB chiếm 12,2% thị phần cho năm 2023. Công tác quản trị rủi ro và nhiệm vụ đảm bảo thanh khoản được tập trung ở mức rất là đảm bảo, ca hợp nhất là 12,76% và MTNT là 24,87%. Lượng tiền gửi khách hàng cá nhân tăng trưởng 26% so với năm 2022 và chiếm 57% trên lượng tổng tiền gửi của MSB. Tỷ trọng cho vay ngành bất động sản giảm dần và được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống quản trị rủi ro môi trường xã hội ESMS theo tiêu chuẩn quốc tế đã được áp dụng với 100% quy trình phê duyệt các khoản vay kể từ thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2023. Và MSB cùng với chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong quá trình cam kết tiến trình xanh hóa Việt Nam vào tháng 11 năm 2023, MSB cũng đã ký ý định thư với SRO cho khoản vay hỗ trợ SME 100 triệu USD. Lần đầu phát hành báo cáo phát triển bền vững độc lập với báo cáo thường niên. Một vài giải thưởng nổi bật trong năm 2023 mà MSB đã đạt được như giải thưởng ngân hàng của năm 2023 do Banker, giải bạc quán quân rủi ro Đông Nam Á năm 2023 tại IAMA Singapore, ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trao mời Euro Money. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 slide số 4 như quý vị nhìn ở trên bảng. Tổng thu thuần hoạt động của MSB năm 2023 tăng trưởng 15% là gần 12.300 tỷ đồng và tăng trưởng kép trong 5 năm liên tiếp là 27%. Lợi nhuận trước thuế CA 5 năm gần nhất là đạt 46%. Chỉ số chi phí hoạt động CIA trong năm 2023 chỉ còn lại 39% và dưới 40% theo tiêu chuẩn. Và so với mốc mà 60% ở năm 2019, chúng ta đã có những bước tiến trong việc quản lý chi phí và hệ số CIA theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chỉ số an toàn hợp chất CA của MSB năm 2023 đạt mức 12,76% và cao hơn năm 2022 là ở mức là 12,81%. Và kết thúc năm tài chính ở các cái chỉ tiêu cơ bản, thứ nhất là tổng tài sản năm 2023 chúng ta đạt là 267.000 tỷ, tăng trưởng trên 15,49% và đạt chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch là trên 16,09%. Huy động vốn chúng ta đạt là 141.000 tỷ và thực hiện kế hoạch là 109.81. Dư nợ tín dụng thực hiện năm 2023 là 150.671, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 106.33%. Nợ xấu trong năm 2023 thì chúng ta kiểm soát ở mức 2% và đạt chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận năm 2023 trước thuế là 5.830 tỷ, là chúng ta đạt 92.54% kế hoạch. Trên thực tế thì chỉ số tăng trưởng của thu phần chúng ta có một khoảng tăng trưởng so với năm 2022. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ghép với cả kế hoạch là khoảng 470 tỷ. Nhưng mà tuy nhiên trong năm
2023 do tình hình kinh tế cho nên là MSB trích bổ sung tăng trưởng phần dự phòng là trên 700 tỷ, cho nên chúng ta có cái phần ghép so với kế hoạch là 470 tỷ. Chi thù lao của đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 là 20 tỷ, so với kế hoạch đặt ra là 25 tỷ thì chúng ta tiết kiệm hơn và chi tiêu là 78,86%. Chỉ tiêu để tăng vốn điều lệ thì chúng ta hoàn thành kế hoạch là tăng vốn lên 20.000 tỷ và đã thực hiện hoàn thành. Và năm 2022 thì chúng ta thực hiện chi cổ tức cổ phiếu thưởng là 30% thì trong năm 2023 cũng như năm tới đây thì lát nữa trong tờ trình của ban điều hành cũng hội đồng quản trị sẽ trình đại cổ đông về tỷ lệ chi cổ phiếu thưởng cho các năm tiếp theo. Một số chỉ số về tổng tài sản trên cơ cấu và tương đối vốn thì tổng tài sản hợp nhất của MSB cuối năm 2023 là đạt 267.000 tỷ và tăng trưởng 25% so với năm 2022. Cho vay khách hàng tăng trưởng trên 23,6% và đạt mức dư nợ là 149.145 tỷ. Tổng tài sản sinh lời thì chiếm 95% tổng tài sản, bởi vì đầu tư về tài sản cố định của MSB thì hiện nay rất là thấp và chủ yếu là tài sản có sinh lời. Vì vậy thì hỗ trợ cải thiện về biên lợi nhuận hoạt động NIM của MSB và tỷ trọng trong 5 năm qua thì chúng ta nhìn thấy ở trên bảng thực sự là cải thiện và đang đi theo một định hướng chiến lược. Nguồn vốn của MSB thì đóng góp chủ yếu là nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng và chiếm gần 50% nguồn vốn, tăng trưởng 23,6% so với năm 2022. Và trong hơn 132.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng thì tiền gửi cá nhân là chiếm 57% và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn chủ sở hữu đã tăng trưởng 17,4% so với cuối năm 2022 và được sử dụng một cách hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh vốn. Về cho vay khách hàng thì năm 2023 MSB nằm trong danh sách các ngân hàng được ngân hàng nhà nước cho phép mức tăng trưởng tín dụng cao và số liệu hợp nhất sổ sách tăng trưởng tín dụng chính thức là 22,27% so với năm 2022. Tại vì chúng ta có cái hợp nhất giữa MSB và công ty tài chính FCCOM. Tổng nguồn vốn cho vay khách hàng năm 2023 của MSB thì đạt 149.000 tỷ, 145 tỷ đồng. Và tập khách hàng chủ yếu là khách hàng cho vay khách hàng cá nhân và SMB tăng trưởng tương ứng là 10% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp MSB hướng tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, năng lượng, điện ích, đặc biệt là 2 năm gần đây thì MSB tập trung cho phát triển tín dụng xanh và tín dụng có tiêu chí phát thải thấp bền vững theo định hướng chung chiến lược của chính phủ. Phần 3 là nguồn vốn huy động và cơ cấu tiền gửi khách hàng thì tổng tiền gửi khách hàng cuối năm 2023 đạt 123.000 tỷ, trong đó tiền gửi từ khách hàng cá nhân chiếm 57%, tăng trưởng 26, tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn tăng trong năm 2023 là chiếm 73% và tăng so với năm trước là 69%. Chỉ số tiền gửi không kỳ hạn CASA của MSB vẫn là một trong những top ngân hàng đứng cao trên thị trường và đang đứng vị trí thứ tư khi đạt mức 26,54%, tương đương với hơn 35.000 tỷ. CASA thì chủ yếu là đến từ khách hàng cá nhân và SMB và tăng trưởng lần lượt là 27,7% và 29,2% so với năm 2022. Chính sự biến động tích cực này thì đóng góp cho cái hiệu quả hoạt động cũng như là mang lại lợi nhuận và động lực thúc đẩy bán hàng mà MSB đã đầu tư trong suốt những năm qua. Phần tiếp theo là phần tổng thu nhập, hoạt động và lợi nhuận với mức tăng trưởng kép trong năm 2020. Từ năm 2019 cho đến năm 2023 thì chúng ta tăng trưởng bình quân hàng năm là 27%. Tổng thu thuần hoạt động TI của BSV kết thúc giai đoạn 5 năm chiến lược đạt mức là 12.259 tỷ đồng và tăng trưởng 15% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt ở mức tăng trưởng kép ấn tượng là 45,9% và kết thúc năm 2023 với lợi nhuận là 5.830 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75% TI. Trong tổng thu nhập lãi thuần NII của ngân hàng có mức tăng trưởng hàng năm là đạt 10,4%, lãi thuần từ dịch vụ đạt gần 1.600 tỷ đồng và chiếm 13% trên TOI, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của MSB cũng đạt trên 1.072 tỷ đồng, thì đây cũng là điểm sáng trong cái hoạt động mà tập trung sang lĩnh vực các khoản thu phí phi tín dụng. Chi phí hiệu quả sinh lời, chỉ số chi phí của CIA của MSB giảm từ 41,4% năm 2022 là 39,2% trong năm 2023. Khi các dự án chiến lược số hóa đẩy mạnh năng lực bán hàng và ngân hàng đã hoàn chỉnh áp dụng đồng bộ, MSB dự tính là CIA sẽ đưa về mức 30% và duy trì ổn định trong những năm tiếp theo.
kể từ quý 4 năm 2022, xu thế lãi suất thế giới và trong nước có gia tăng và chi phí vốn MSB liên tục tác động và tăng từ 2,96% năm 2022 lên 4,29% năm 2023, ảnh hưởng đến NIM của MSB. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian gần đây do kiểm soát tốt và chi phí đầu vào thì các hoạt động của MSB cân đối giữa hoạt động huy động vốn và cho vay thì đã được kiểm soát và NIM của ta đang ở mức xấp xỉ 5%. Tiếp theo là phần quản lý rủi ro và củng cố chất lượng tài sản. Tỷ lệ an toàn vốn và đến thanh khoản kết thúc năm 2023, MSB có tỷ lệ an toàn vốn kha hợp nhất tính theo thông tư 41 cao hơn mức 8% theo yêu cầu và các chỉ số thanh khoản ngân hàng, chỉ số tổng nợ trên tổng huy động LDR và hệ số cho vay ngắn hạn trên chung dài hạn MPIG lần lượt là 67,55% và 24,87%, đạt ở mức tốt so với các yêu cầu của cơ quan quản lý. Tiếp theo là phần NPL và dự phòng rủi ro tín dụng. Trong năm 2023 thì như quý cổ đông đã biết là tình hình kinh tế rất là khó khăn và nó sống diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ở tất cả các phân khúc khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Với khẩu vị rủi ro chặt chẽ thì MSB luôn thận trọng trong quản lý các khâu cho vay và các chỉ số an toàn luôn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng và quý cổ đông. Để đảm bảo quản lý rủi ro thì MSB cũng các ngân hàng khác gia tăng cái việc trích lập dự phòng tín dụng để xử lý các khoản nợ. Chi phí dự phòng cho năm 2023 là 2.363 tỷ và tăng 65% so với 2022 để quản lý và xử lý các khoản nợ xấu. Nợ xấu NPL tính theo thông tư 11 tại thời điểm cuối năm là mức 1,94% riêng lẻ và 2% với số liệu hợp nhất. Tỷ lệ NPL này có ảnh hưởng khá nhiều đến việc phân loại nợ khách hàng từ hệ thống thông tin CIC, bởi vì có thể là MSB chúng ta quản lý nợ xấu tốt nhưng tuy nhiên thì khách hàng cập định mới thì nếu khách hàng có nợ xấu ở các loại khác và trên hệ thống CIC thì MSB cũng phải chấp nhận và trích dự phòng theo cái mức độ phân loại nợ cao nhất và ảnh hưởng đến việc trích lập dự phòng của MSB. Trong năm 2023 thì bối cảnh khó khăn chung thị trường và bán lẻ của MSB vẫn tăng trưởng đều, doanh thu trên 20% so với năm 2022, tổng khách hàng mới tăng trưởng thêm là 1,3 triệu khách hàng, tổng huy động tăng trưởng là 25%, trong đó thì tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm sấp xỉ là 20% trên tổng huy động của ngân hàng bán lẻ, hỗ trợ cho việc duy trì tỷ lệ tốt của ngân hàng có tỷ lệ CASA trên toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong năm 2023 thì hoạt động chuyển đổi số của MSB trong ngân hàng bán lẻ cũng có nhiều tích cực, hơn 72 khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ trên kênh số, 92% thẻ tín dụng và 84 các khoản vay thế chấp đã được thực hiện hoàn toàn trên kênh số. Và trong năm 2023, MSB cũng ra mắt một loại thẻ là Mastercard Vương Elite và thẻ đen để tập trung cho cung cấp cao nhất phân khúc thượng lưu để trải nghiệm sự sang trọng và độc quyền cho những khách hàng cao cấp, vừa an toàn vừa giao dịch dễ dàng. Và MSB vinh dự là đơn vị đầu tiên ra mắt cái dòng thẻ này của Master. Hoạt động kinh doanh với tệp khách hàng doanh nghiệp, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chuyên biệt cung cấp từng tệp cho các doanh nghiệp, bao gồm các hàng doanh nghiệp lớn và các hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng vai trò trụ cột tạo ra doanh thu lợi nhuận của MSB, ghi nhận sự tăng trưởng tương đối ổn định trong giai đoạn khó khăn. Tổng khách hàng doanh nghiệp thì tăng trưởng là 30% so với năm 2022. Tiền gửi CASA thu hút từ tệp này cũng tăng trưởng tốt và đúng chiến lược và tăng trưởng 29,2% so với năm 2022. Tín dụng xanh thì đạt giải ngân trên 6.000 tỷ và chiếm 4% trong tổng danh mục cho vay của MSB. Về hoạt động liên ngân hàng của khối định chế tài chính thì trong năm 2023 hầu hết các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng định chế tài chính đều đạt được mức tăng trưởng đáng khích lệ trong môi trường cảnh thị trường nhiều biến động. Về hoạt động kinh doanh hiện tại thì lĩnh vực kinh doanh hiện tại MSB luôn giữ vững là nhà tạo lập thị trường với tốc độ tăng trưởng nhanh về lợi nhuận và doanh số vượt so với năm 2022. Chúng ta được duy trì là top 3 trong ngân hàng có doanh số giao dịch lớn nhất trên nền tảng giao dịch điện tử của sàn giao dịch chứng khoán London Stock Exchange. Đối với các hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh thì MSB cũng là một số trong những thành viên tích cực tham gia chào các sản phẩm hoán đổi swap và đạt mức tăng trưởng kép trong giai đoạn 2019-2023 là trên 40% và đạt vào top 3 những nhà chào giá tốt nhất thị trường swap trong năm 2023 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VMAN ghi nhận. Về hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ thì năm 2023 MSB tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng năng động và tích cực nhất trên thị trường trái phiếu chính phủ với tổng giao dịch là 396.000 tỷ về trái phiếu chính phủ và chiếm 12,2% thị phần là ngân hàng có doanh số giao dịch lớn nhất của thị trường. Và thành tích này thì MSB đã đạt được những thành tích tốt nhất trong mảng kinh doanh trái phiếu giá.
người lao động củng cố và mở rộng khách hàng quản lý chế tài chính. Thì đến năm 2023, số lượng ngân hàng đại lý của VNB đã vượt 400 ngân hàng đại lý tại 54 nước trên thế giới và có tổng hạn mức tài trợ thương mại trên 1 tỷ đô. Dựa trên uy tín này càng được nâng cao trong nước với sự chứng kiến của chính phủ hai nước Hà Lan và Việt Nam, thì MSB đã ký ý định thư cùng với cả FNO và dự kiến là sẽ vay 100 triệu với kỳ hạn là 9 năm và nhằm mục đích tài trợ cho các dự án SME và dự án xanh theo định hướng chiến lược chính phủ. Qua hoạt động phi tài chính về quản trị rủi ro, đối mặt với những khó khăn thách thức, MSB luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, có phần là ổn định chung cho hệ thống. MSB vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải bạc giải thưởng quản trị rủi ro Đông Nam Á Asian Risk Champion Award năm 2023 do Học viện Quản trị rủi ro doanh nghiệp Singapore trao tặng. Và năm 2023, MSB đã triển khai đo lường các quản trị rủi ro theo phương pháp áp dụng bây giờ 3 và bây giờ 4 cho các loại rủi ro trọng yếu và thực hiện đánh giá nội bộ về mức độ đổ vốn hai khác và các phương pháp nâng cao và có phần tạo nên một hệ thống quản trị rủi ro minh bạch tối ưu. Hoạt động quản trị rủi ro tiến hành đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2023 và 2024 sẽ đẩy mạnh các luồng phê duyệt tín dụng tự động và quy trình hóa tự động hóa quá trình xếp hạng khách hàng. MSB cũng đã hoàn thiện và thành đưa vào hệ thống quản trị rủi ro môi trường xã hội ESMS trong hoạt động cấp tín dụng trong năm 2023. Tổ chức xếp hạng tín dụng Moody thì cũng đã đưa ra các mức xếp hạng của định như chúng ta nhìn thấy trên bảng ở các cái mức về tiền gửi ngân hàng, đánh giá tín dụng cơ sở, đánh giá tín dụng lập trình, đánh giá rủi ro đối tác và xếp hạng mới phát hành. Các hoạt động phát triển bền vững đồng hành với chính phủ Việt Nam trong quá trình ứng phó biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 thì MSB đã tập trung vào các hoạt động bền vững. Ví dụ như trong tháng 5, MSB đã ban hành các quy định nội bộ liên quan đến rủi ro môi trường và xã hội, và kể từ ngày 1 tháng 6 thì 100% các khoản vay của MSB phê duyệt đều phải tuân thủ theo quy trình đánh giá về rủi ro về môi trường và xã hội. Đến tháng 11 năm 2023, MSB đã có ký ý định thư với FNO. Tại thời điểm 31 tháng 12, tổng dư nợ MSB tín dụng xanh là khoảng 6.000 tỷ và với 148 khách hàng và tăng trưởng 7% so với năm 2022 và chiếm gần 4% trên tổng danh mục cho vay của MSB. Tháng 12 năm 2023 thì MSB đã đồng hành cùng đoàn chính phủ thủ tướng Việt Nam tham gia hội nghị COP28 ở Dubai và hướng tới thực hiện các chiến lược về xanh và an toàn ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp theo là phần tổ chức nhân sự. Trong năm 2023, MSB luôn chú trọng môi trường làm việc an toàn thuận lợi cho người lao động, an tâm công tác và nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo chế độ đãi ngộ, phúc lợi đa dạng tối ưu giữa người lao động và MSB. Qua đó thì MSB cũng đã giành được giải nơi làm việc tốt nhất bởi NPD. Và năm 2023 thì MSB cũng đã đầu tư mạnh mẽ cho các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ và triển khai mạnh mẽ 64 lớp đào tạo tương ứng với 3 dự án, 20 khóa đào tạo cho hơn 2.000 cán bộ nhân viên tham dự, và trên cơ sở đó thời gian đào tạo trung bình năm của MSB là đạt 51 giờ trên một cán bộ quản lý và 47 giờ cho đối với nhân viên thông thường. Tiếp theo là tình hình đầu tư và thực hiện các dự án. Với quyết tâm chuyển đổi số thì toàn diện MSB đã xây dựng các chương trình, các dự án chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng nội bộ cũng như khách hàng bên trong. MSB đã triển khai cùng lúc rất là nhiều dự án nhà máy số thực hiện tại 2 tầng 12 vị trí tại tòa nhà này thì với khoảng trên 610.000 tổ chức. Dự án hiện tại to bên kinh thì cuối tháng này chỉ còn vài ngày nữa thì MSB sẽ dự kiến go live hệ thống co bên kinh thay thế toàn bộ hệ thống co bên kinh chúng ta đã sử dụng hơn 25 năm. Và dự án thay đổi digital channel, dự án quy trình hóa vận hành BPM phục vụ cho toàn bộ các hệ thống vận hành nội bộ. Tiếp theo là hoạt động công ty con thì MSB đã đổi tên FCCOM thành Phoenix Finance với tổng số là 291 nhân viên phục vụ trên 11.000 khách hàng. Và kết quả kinh doanh thì chúng ta nhìn thấy Phoenix Finance đang trong giai đoạn triển khai phối hợp cùng với các nhà tư vấn McKinsey để chúng ta triển khai một công ty tài chính với các dịch vụ cho vay số hóa và phục vụ các tài chính. Kế hoạch tiếp theo là kế hoạch kinh doanh năm 2024 thì trên cơ sở thực tế tình hình biến động xã hội thị trường và tình hình hoàn thành kế hoạch năm 2022 và cân nhắc các rủi ro về mặt cũng như về mặt quản trị rủi ro đối với hàng doanh nghiệp cá nhân thì dự kiến trong năm 2024 thì ban điều hành trình bày kế hoạch tổng tài sản chúng ta sẽ là 280.000
bằng 105% so với năm 2023. Huy động vốn tại thị trường 1, 178.900, tăng 27% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng là 178.200, tăng 18% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất kiểm soát theo mức quy định của ngân hàng nhà nước ở dưới 3%, lợi nhuận trước thuế là 6.800, tăng 17% so với năm 2023. Chi thủ lao của đồng quản trị của ban kiểm soát là 24.5 tỷ, tăng 22%. Vốn điều lệ dự kiến trình đại cổ đông phương án tăng vốn lên từ 20.000 tỷ lên 26.000 tỷ, tăng 30%. Tỷ lệ trả cổ tức trên mệnh giá từ một lợi nhuận thì dự kiến năm 2024 là 15%. Cái phần này thì sẽ được trình bày riêng ở trong cái báo cáo trình về tỷ lệ chi trả cổ tức. Trên đây thì là cái báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tổng kết năm 2023 của ban điều hành và kế hoạch kinh doanh của năm 2024 thì hội đồng điều hành kiến trình toàn thể đại hội cổ đông xem xét và thông qua. Xin chân thành cảm ơn. Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất và thống nhất về báo cáo của ban điều hành ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam và ý kiến chấp nhận toàn phần của công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Em Sang Việt Nam về báo cáo tài chính hợp nhất của MB và công ty Com cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của ngân hàng và công ty con tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc của ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Về tình hình hoạt động của ngân hàng năm 2023, do báo cáo chi tiết đã được nêu trên website, đồng thời tin này đã được tổng giám đốc vừa báo cáo, thì tôi xin phép công bố lại. Về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Về quản trị rủi ro, mới B tiếp tục sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ nhằm củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, tuân thủ theo yêu cầu ngân hàng nhà nước. Trong năm 2023, mới B đã tuyên bố tổng thể rủi ro giai đoạn 2023-2025, tuyên bố chiến lược quản lý rủi ro giai đoạn 2023-2025, công bố mức độ chấp nhận của ngân hàng đối với chỉ tiêu về vốn, tài chính và từng loại rủi ro trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh. Vì vận hành hệ thống quản lý rủi ro, các nghiệp vụ chính có rủi ro cao đều được kiểm soát tập trung tại trụ sở chính. Khối quản lý rủi ro với chức năng là đầu mối định dạng, phân loại rủi ro, giám sát và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa xử lý rủi ro trong toàn hệ thống, đã xây dựng các công cụ đo lường và đánh giá rủi ro, định kỳ đã thực hiện rà soát các công cụ mô hình hành vi, hệ thống xếp hạng tín dụng và đề xuất điều chỉnh các hạn mức rủi ro trọng yếu phù hợp với thực tế kinh doanh. Thực hiện chủ trương số hóa của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, năm 2023 MB tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ số và tăng cường các giải pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn trong môi trường số. Tuy nhiên, xét trên giác độ quản trị rủi ro hệ thống, MB cần quan tâm và có giải pháp hiệu quả hơn nữa trong công tác quản trị rủi ro đối với danh mục tín dụng và đầu tư, thu hồi tài sản khó khăn và tài sản ngoại bảng, rủi ro an ninh thông tin, rủi ro công nghệ và sản phẩm số, ưu tiên tập trung nguồn lực cho những dự án công nghệ trọng điểm thiết yếu, đảm bảo tiến độ và mang lại chất lượng hiệu quả. Các dự án triển khai đảm bảo có thể điều chỉnh thích nghi, tích hợp với các hệ thống khác để đáp ứng yêu cầu vận hành dài hạn do đặc thù các sản phẩm dịch vụ ngân hàng luôn đa dạng phát triển và mới không ngừng. Về hệ thống kiểm soát nội bộ, đến 31/12/2023, hệ thống kiểm soát nội bộ của MB được thiết lập và vận hành dựa trên nền tảng chuẩn mực quản trị rủi ro với 3 tuyến bảo vệ độc lập và kiểm soát lẫn nhau, được xác định trên phạm vi cơ cấu tổ chức toàn hàng đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của ngân hàng nhà nước. Năm 2023, cơ cấu tổ chức bộ máy MB tiếp tục được điều chỉnh và chỉnh phù hợp với việc kinh doanh và môi trường kinh tế vĩ mô, cũng như xu hướng số hóa các hoạt động nghiệp vụ. Các quy định nội bộ đã được ban hành sửa đổi phù hợp nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng và từng bước nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ. Các văn bản phân cấp phê duyệt đã được quy định rõ về hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng cấp bộ phận và cá nhân trong việc thực hiện giao dịch và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống các quy định nội bộ đã tách bạch và phân định rõ trách nhiệm của từng khâu, từng cá nhân đơn vị trong quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, định kỳ cần rà soát để điều chỉnh lại hạn mức phê duyệt đảm bảo hiệu quả trong quản trị và điều hành. Về cơ bản, MB đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy định hướng dẫn nhiệm vụ đảm bảo công tác quản trị điều hành được thống nhất trong toàn hệ thống. Hệ thống các quy định như bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nội quy lao động, chế độ khen thưởng kỷ luật, hệ thống KPI đo lường chất lượng, kết quả hoạt động của các đơn vị cá nhân có gắn chỉ tiêu KPI phân bổ nhằm tạo môi trường và uy tín văn hóa và duy trì văn hóa kiểm soát tuân thủ tại MB. Hệ thống công nghệ thông tin và báo cáo được vận hành liên tục thông suốt. Năm 2023, hệ thống công nghệ tinh mới và dự án nhà máy số Digital Factory tiếp tục được tập trung nguồn lực để triển khai. Vì đào tạo và truyền thông, cán bộ nhân viên MB thường xuyên được đào tạo nhằm hiểu và thực hiện đúng quy định,
khi cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Công tác đào tạo kiểm tra phần lớn được thực hiện thông qua đào tạo trực tuyến. Một số khóa chuyên sâu được thực hiện bởi các giảng viên bên ngoài và giảng viên nội bộ. Năm 2023, Nguyễn B đã ban hành sổ tay văn hóa để truyền thông tới toàn thể cán bộ nhân viên, thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và cùng nhau thực hiện chuẩn hành vi, thống nhất trên toàn hệ thống, đưa nền tảng văn hóa Nguyễn B hiện hữu và thực thi trong hoạt động, góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ, chinh phục các mục tiêu đề ra. Tại Nguyễn B, văn hóa tuân thủ và kiểm soát đã được thiết lập và duy trì, các sai sót trong tác nghiệp dần được hạn chế. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và phù hợp với môi trường cơ cấu tổ chức, góp phần tạo đà phát triển bền vững và hiệu quả cho ngân hàng, Ngân hàng cần tiếp tục rà soát để hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế, tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, nhất là giám sát của quản lý cấp cao, ban hành quy định, cơ chế hướng dẫn để đánh giá việc tuân thủ của các cấp đối với cơ chế của quản lý cấp cao, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của giám sát quản lý cấp cao. Ngân hàng cần quy định về chế tài xử lý vi phạm đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa, đảm bảo các cá nhân, bộ phận chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của mình và hoạt động của ngân hàng, duy trì có hiệu quả văn hóa kiểm soát của Ngân hàng. Việc chấp hành các quy định về tỷ lệ an toàn, năm 2023 Nguyễn B cơ bản chấp hành và duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định của luật tổ chức tín dụng và thông tư hướng dẫn ngân hàng nhà nước. Về hoạt động của ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ năm 2023, về hoạt động của ban kiểm soát gồm 3 thành viên chuyên trách, hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Công tác kiểm soát được chuyên môn hóa trong một số lĩnh vực trọng yếu và thực hiện theo công tác khác như phối hợp với hội đồng quản trị, ban điều hành trong các công việc có liên quan. Năm 2023, ban kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau: giám sát chặt chẽ hoạt động của ngân hàng, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại bất cập trong hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục. Qua công tác giám sát, ban kiểm soát đã kiến nghị tới hội đồng quản trị, ban điều hành có giải pháp đối với một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động của Ngân B như sau: danh mục tín dụng đối với tổ chức và cá nhân tại Ngân B còn mang tính tập trung cao, về kỳ hạn, khách hàng, nhóm khách hàng, nợ nhóm hai và nợ xấu cũng như lãi suất thu, lãi phải thu mọi mặt có xu hướng gia tăng, tỷ lệ bao phủ dự phòng nợ xấu thấp, một số khoản phải thu lớn cần có kế hoạch thu hồi dứt điểm cũng như có hiệu quả của một số dự án công nghệ. Hai là giám sát triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ban điều hành, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của VB theo quy định. Thông qua công tác thẩm định đã phát hiện một số tồn tại rủi ro trong công tác kế toán tín dụng, phân loại nợ và chất lượng dự phòng, và thực hiện khuyến nghị tới hội đồng quản trị, ban điều hành thực hiện khắc phục để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát đã chỉ đạo trực tiếp sát sao hoạt động của kiểm toán nội bộ trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro toàn diện các đơn vị và lĩnh vực hoạt động, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, chỉ đạo kiểm toán đột xuất cũng như những đơn vị có nguy cơ rủi ro phát sinh, phối hợp với các đơn vị chức năng để đưa ra những kiến nghị kịp thời, kiểm tra đánh giá và có kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng, góp phần đảm bảo hoạt động của VB phát triển an toàn. Ban kiểm soát đã chỉ đạo kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, chỉ đạo kiểm toán nội bộ phối hợp và hỗ trợ hiệu quả các đơn vị kinh doanh trong các công tác thanh tra kiểm tra của các đơn vị có thẩm quyền. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm toán nội bộ luôn được ban kiểm soát quan tâm thông qua việc thực hiện công tác đánh giá chất lượng kiểm toán nội bộ theo quy định kiểm toán nội bộ 001, giao chỉ tiêu KPI cho kiểm toán nội bộ sau khi thống nhất giữa ban kiểm soát và ban điều hành nhằm đánh giá khách quan hoạt động của kiểm toán nội bộ cũng như là cơ sở cho việc xếp loại, khen thưởng, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, ban điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả thông qua việc thực hiện quy chế HC003 về việc phối hợp công tác giữa hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban điều hành. Ban kiểm soát đã hỗ trợ tích cực hội đồng quản trị, ban điều hành trong các công việc có liên quan, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng an toàn và hiệu quả. Về hoạt động của trung tâm kiểm toán nội bộ trực thuộc ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ đã được tổ chức theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước, có quy chế, quy trình hoạt động, kế hoạch kiểm toán được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro, ưu tiên nguồn lực cho việc kiểm toán các đơn vị nghiệp vụ có rủi ro cao, định kỳ hàng năm thực hiện chỉnh sửa bổ sung quy định về xếp loại rủi ro các đơn vị làm cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán. Công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ kiểm toán được thực hiện thường xuyên thông qua việc trao đổi trong quá trình kiểm toán trực tiếp tại đơn vị, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm toán, cập nhật về hệ thống kịp thời các quy định mới ban hành của ngân hàng nhà nước và quy định nội bộ của Ngân B, tổ chức các buổi trao đổi thảo luận trong nội bộ kiểm toán nội bộ. Đến 31/12/2023, trung tâm kiểm toán nội bộ có 3 nhân sự, giảm 1 nhân sự so với cuối năm 2022. Việc tuyển dụng cán bộ kiểm toán nội bộ hiện nay còn gặp một số khó khăn do đặc thù công việc và cơ chế thu nhập chưa hấp dẫn. Trong năm 2023, kiểm toán bộ đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán, phê duyệt, thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất và giám sát từ xa, từng bước nâng cao chất lượng của kiểm toán nội bộ. Thông qua công tác kiểm toán nội bộ đã phát hiện những thiếu sót tồn tại tiềm ẩn trong công tác kế toán tín dụng, kho quỹ, dịch vụ tại quầy, hệ thống công nghệ thông tin, đầu tư và vận hành của dự án.
phát hiện một số bất cập của quy định nội bộ. Các tồn tại đã được kiểm toán nội bộ khuyến nghị trong buổi làm việc với các ngân hàng chuyên quan có nghiệp vụ và cùng phối hợp đưa ra biện pháp khắc phục có tính khả thi. Định kỳ kiểm toán nội bộ đã đôn đốc các đơn vị chỉnh sửa, thực hiện tổng hợp báo cáo tổng giám đốc và lãnh đạo có thẩm quyền về tiến độ khắc phục. Kiểm toán nội bộ đã hỗ trợ tích cực các đơn vị khi có đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động tại bên B cũng như là đầu mối theo dõi khắc phục, thực hiện tổng hợp báo cáo tiến độ khắc phục đến theo các kiến nghị của cơ quan thanh tra giám sát và công ty kiểm toán độc lập. Trung tâm quản lý kiểm toán nội bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban kiểm soát đã hoạt động tích cực và hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu hiện nay của ngân hàng nhà nước và MB về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên cần được bồi dưỡng và nâng cao trình độ năng lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm toán. Bên cạnh đó, MB cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân sự có chất lượng cao làm việc tại bộ phận kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuyển dụng đủ định viên nhân sự cho kiểm toán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc. Kính thưa quý vị, năm 2023, thị trường tài chính quốc tế gặp nhiều áp lực khi ngân hàng nhà nước trung ương các nước duy trì lãi suất ở mức cao, đã xuất hiện suy thoái kinh tế tại một số nước, bao gồm cả những nước có nền kinh tế lớn và ổn định. Xung đột chính trị giữa các nước gia tăng, các khu vực tiếp tục leo thang làm kinh tế thế giới thêm bất ổn. Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, vì vậy không thể tránh khỏi tác động vì tình hình quan của kinh tế thế giới. Hoạt động kinh doanh năm 2023 của MB cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những tháng đầu năm khi biến động khó lường về lãi suất huy động, áp lực về tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao của đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của MB đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của MB và nhất trí với báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do ban điều hành lập và được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ Nên Gian Việt Nam. Về phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 gồm các nội dung sau: một là phối hợp chặt chẽ với hội đồng quản trị, ban điều hành nhằm chủ động kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ MB. Hai là giám sát việc thực hiện quy định của ngân hàng nhà nước, chỉ thị của thống đốc ngân hàng nhà nước về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn và hiệu quả năm 2024. Ba là thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, kiến nghị với hội đồng quản trị, ban điều hành sửa đổi cơ chế chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế kinh doanh. Bốn là thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước. Năm là thẩm định báo cáo tài chính của ngân hàng theo quy định. Sáu là chỉ đạo giám sát kiểm toán nội bộ thực hiện đúng kế hoạch kiểm toán năm 2024 đã được phê duyệt, sẵn sàng nguồn lực cho hoạt động kiểm toán theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền, triển khai các giải pháp để khắc phục triệt để các kiến nghị, ý kiến đóng góp của các đơn vị đối với hoạt động kiểm toán nội bộ, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cho hoạt động kiểm toán nội bộ. Bảy là kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của ngân hàng nhà nước, có ý kiến tới hội đồng quản trị, ban điều hành tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ và có biện pháp đồng bộ để phát huy hiệu lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tại chỗ kịp thời các hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo hoạt động của ngân hàng phát triển an toàn và hiệu quả. Để thực hiện tốt nhiệm vụ ban kiểm soát có một số đề xuất như sau: luật tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và một số nội dung quy định có thời hạn chuyển tiếp. Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định chặt chẽ hơn rất nhiều về hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro. Theo đó, luật tổ chức tín dụng đã bổ sung tăng thêm chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của ngân hàng. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ban kiểm soát đề nghị đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị ba nội dung như sau: phê duyệt ngân sách cho hoạt động hàng năm của ban kiểm soát để ban kiểm soát có thể chủ động sử dụng tư vấn kiểm toán độc lập cho mảng công nghệ và những hoạt động kiểm toán phức tạp đòi hỏi chuyên ngành cao như xây dựng, dự án đầu tư. Hai là tăng cường nhân sự cho kiểm toán nội bộ, nâng tổng số cán bộ kiểm toán nội bộ năm 2024 lên tối thiểu 40 nhân sự. Hiện kiểm toán nội bộ có 33 nhân sự và giảm dần từ năm 2021 cho đến nay do chính sách tiết giảm chi phí của MB. Trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, mạng lưới chi nhánh MB đã mở rộng đến 62 chi nhánh và 201 phòng giao dịch phải bảo đảm hoạt động kiểm toán định kỳ theo quy định. Tổng tài sản MB đã tăng lên theo từng năm, cùng rất nhiều yêu cầu thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất của ngân hàng nhà nước thì số lượng cán bộ kiểm toán nội bộ hiện tại không đáp ứng và không đảm bảo được tính sâu rộng, kịp thời, đầy đủ và toàn diện trong hoạt động kiểm toán. Ba là phê duyệt chính sách lương phù hợp với đặc thù của kiểm toán nội bộ. Hiện tại ngân sách hoạt động của kiểm toán nội bộ hàng năm nằm trong ngân sách chung của ngân hàng do tổng giám đốc phê duyệt hàng năm theo chủ trương chung. Chi phí hoạt động của ngân hàng đều yêu cầu phải tiết giảm. Do đó mức lương và lợi ích khác đối với các chức danh của kiểm toán nội bộ còn hạn chế, cộng thêm một sự cạnh tranh rất lớn giữa các ngân hàng về thu nhập nên nhân sự kiểm toán nội bộ biến động thường xuyên. Ban kiểm soát rất khó khăn trong công tác tuyển dụng bổ sung thay thế kiểm toán viên có kiến thức trình độ chuyên môn sâu rộng và đa dạng để có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát. Kính xin đại hội đồng phê duyệt. Cổ đông phê duyệt xin trân trọng báo cáo. Thứ nhất là
kế hoạch kinh doanh năm 2024 thì đặt mục tiêu là 6.800 tỷ. Vậy đề nghị ngân hàng cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 và đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch đặt ra, có khả thi trong phần này trong cái điều kiện hiện nay không? Thì thưa quý vị, thì như quý vị đã biết là trong 2024 thì tình hình kinh tế vẫn khó khăn, nhưng mà tuy nhiên thì trong quý 1 của MSB thì trong thời gian vừa rồi thì MSB vẫn duy trì được cái mức độ tăng trưởng cũng đáng khả quan. Là về tổng tài sản thì chúng ta đạt được là khoảng 280.000 tỷ, tăng trưởng trên 4%. Tăng trưởng tín dụng thì MSB cũng đạt được trên 5%. Cho vay khách hàng thì đến thời điểm cuối quý 1 thì chúng ta đã đạt được 158.000 tỷ và tăng 4,7%. Tiền gửi thì cũng tăng đạt 138.000 tỷ và tăng 4,1%. Thì lợi nhuận trước thuế quý 1 thì chúng ta đạt trên 1.500 tỷ và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động tích cực thì hoạt động về thu nhập, về hoạt động ngoại hối thì chúng ta cũng đạt được gần 600 tỷ, tăng trưởng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái của 2023. Và tất cả các chỉ số về an toàn vốn KHA chúng ta cũng đảm bảo ở trên 12%, CEA chúng ta kiểm soát chi phí tốt hơn, giảm đi còn khoảng 33%. Các chỉ số khác như mà NTIT thì đạt được 28.8%, LDR thì 68.9% và NIM tổng thể chúng ta đạt được gần 4%, 3.87%. Tỷ lệ CASA thì chúng ta vẫn tăng trưởng, tăng 14.64% và chiếm 29% trên tổng tiền gửi. Có nghĩa là về chỉ số CASA của MSB thì vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Và hy vọng rằng với kết quả trong cái giai đoạn khó khăn nhất của năm 2024 thì theo dự báo của chúng tôi thì năm 2024 sẽ khó khăn ít nhất là đến hết 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên thì với kết quả đạt được thì tôi nghĩ rằng là với cái khả năng bám sát mục tiêu kế hoạch kiểm soát quản trị rủi ro, tối ưu hóa giữa phần huy động vốn và sử dụng vốn thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái kế hoạch 6.800 tỷ mà đặt ra trong năm 2024. Vâng, tiếp theo thì đoàn cũng nhận được một câu hỏi mà trong thời gian ở đây thì mọi người quan tâm liên quan đến cái thông tin về MSB có khoản tiền gửi và đang làm việc với cơ quan điều tra, và thứ hai là việc ảnh hưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có ảnh hưởng đến hoạt động của MSB thế nào. Thì nhân đây thì MSB cũng xin trả lời. Nhất là như các anh chị đã biết thì hàng năm thì tất cả các ngân hàng chúng ta đều có một cái lượng tiền gửi trích dự phòng để xử lý rủi ro các khoản vay rất là lớn. Thế thì trong số những khách hàng mà các ngân hàng sử dụng các khoản vay thì không phải là 100 khách hàng là các rủi ro đến từ một cách khách quan, mà trong số đó thì bản thân những khách hàng vay của chúng ta, kể cả các hàng doanh nghiệp và các hàng cá nhân ấy, thì có một số khách hàng cũng chủ đích và chủ động. Và hàng năm thì các ngân hàng đều phải mất một cái lượng vốn và ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của cổ đông. Một số hàng doanh nghiệp thì có thể họ vay và họ chuyển đổi sang các ngân hàng khác, hoặc là chuyển đổi sang dưới các hình thức pháp nhân khác để trốn tránh cái vụ trả nợ. Như vậy thì đứng dưới góc độ cổ đông thì mọi người đều hiểu rằng ấy, hàng năm MSB nói riêng và các ngân hàng nói chung ấy, cũng tổn thất bởi cái việc mà khách hàng chủ động lừa đảo trong hoạt động tiền vay của chúng ta. Tuy nhiên thì thực sự là rất là tình cờ là tôi thấy là các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là một số các chuyên gia khác thì gần như là không nhắc đến cái khoản mà tổn thất chủ ý do từ phía khách hàng mà gây tổn thất trong hoạt động tiền vay, bởi vì cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cổ đông cũng như là quyền lợi của người gửi tiền. Thế thì quay trở lại cái sự việc của chúng ta ấy, thì một lần nữa thì liên quan khách hàng tiền gửi của MSB thì MSB vẫn khẳng định rằng là các khách hàng mà chân chính mà tham gia hoạt động ở MSB trong cái
dịch vụ mà tiền gửi của MHB thì luôn luôn được MHB đảm bảo quyền lợi. Và sự việc này thì một lần nữa khẳng định rằng là MHB chủ động phát hiện ra và đưa qua cơ quan công an để làm rõ sự việc này. Và MHB luôn luôn tôn trọng cái quyền phán quyết của các cơ quan chức năng một cách khách quan để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Nếu các khách hàng mà thực sự là những khách hàng tốt, chân chính trong cái hoạt động giao dịch với MHB thì quay trở lại sự việc này ấy, thực ra thì việc tổn thất tiền hoặc là mất tiền ở trên hệ thống ngân hàng không hề đơn giản. Và rất đơn giản rằng là nếu các khách hàng tiền gửi thực hiện đầy đủ những quy trình rất là cơ bản nhất khi mà tham gia hoạt động của những ngân hàng, có nghĩa là điền đầy đủ các thông tin của bản thân của mình ở trên cái tờ khai mở tài khoản, đặc biệt là số điện thoại, email và các đầu mối liên hệ. Thứ hai là kích hoạt toàn bộ các cái hệ thống kiểm tra giám sát thông tin khi mà có bất kỳ biến động về số dư của mình ở trên hệ thống tài khoản. Và cuối cùng ấy, là trong cái quan hệ khách hàng với ngân hàng ấy, thì MHB trong rất là nhiều năm nay thì chưa bao giờ MHB có một cái dịch vụ của ngân hàng hoặc một cái sản phẩm ngân hàng nào ấy mà đặt ngoài cái mà được thông báo công khai minh bạch trên tất cả các quầy hoặc là trên các phương tiện điện tử của MHB cả. Cho nên nếu mà có một cái dịch vụ nào mà lạ hoặc là bất ngờ thì chắc chắn nó không phải thuộc về MHB. Thì đó là ba cái điểm mà cần lưu ý khi một khách hàng trong cái quá trình quan hệ với cả MHB. Cũng như tôi nghĩ là cũng như tất cả ngân hàng khác thì chúng ta sẽ tránh được tất cả những cái rủi ro liên quan đến việc tổn thất về tiền. Còn lại tiếp theo câu hỏi thì trong cái quá trình trên phương tiện thông tin đại chúng có ảnh hưởng gì tới tiền gửi MHB không, thì báo cáo mọi người thì tôi nghĩ rằng là các khách hàng của MHB thì cũng là các khách hàng rất là thông minh, cho nên là sự việc khi mà xảy ra mặc dù phương tiện thông tin đại chúng đưa khi mà chúng ta có thể là một chiều, thì trong cái quan hệ tiền gửi của chúng ta ấy, thì đặc biệt là các cái số dư hoạt động của MHB vẫn ổn định. Ví dụ như là tháng 1 thì số dư là trên 58.000 tỷ, tháng 2 thì là vẫn trên 68.000 tỷ, 60.000 tỷ cho số dư FDI, và gần đây nhất thì số dư cũng tăng lên khoảng 62.000 tỷ về hoạt động FDI, có nghĩa là khả năng thanh khoản hoặc là trong cái quan hệ tiền gửi giữa MHB với các khách hàng tiền gửi không ảnh hưởng bởi cái sự cố liên quan truyền thông mà chúng ta xảy ra ở đây. Thì đấy là cái câu trả lời. Rất là cảm ơn các quý vị cổ đông hôm nay đã quan tâm, bởi vì đây nó cũng chính là cái cơ hội để MHB giải trình. Và thực ra chúng ta đã biết ấy, trong hoạt động về quản trị rủi ro hàng năm MHB trích ra hàng hơn 2.000 tỷ để phục vụ rủi ro, thì nếu mà có một rủi ro mà liên quan thực sự mà đúng là khách hàng chân chính thực sự vài chục tỷ thì tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề trong cái hoạt động cả của ngân hàng. Bởi vì chúng ta hiểu hàng năm là chúng ta trích ra hàng ngàn tỷ để xử lý rủi ro, cho nên nó cũng không thể ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng. Thì xin cảm ơn quý vị cổ đông đã có câu hỏi. Tôi xin bổ sung ngắn gọn cái giải thích của anh Ninh, vì thực ra tôi cũng làm việc với cơ quan chức năng. Đây ngoài cái việc trả lời câu hỏi quý vị cổ đông, tôi cũng có những cái muốn thông tin đến quý vị cổ đông để chúng ta cũng hết sức thận trọng trong quá trình mình hoạt động. Thì thực ra khi mà ngân hàng là càng ngày càng hiện đại hóa thanh toán không dùng tiền mặt, thì các đối tượng tội phạm là lợi dụng vào cái việc ấy rất nhiều để chiếm quyền kiểm soát của những người dùng và để chiếm tiền của các khách hàng cũng như các ngân hàng. Thực tế hiện tại trong năm qua đấy thì không riêng ngân hàng Hải đâu, mà tại các ngân hàng cái việc mà tội phạm công nghệ lợi dụng vào cái việc chiếm quyền kiểm soát để làm rủi ro cho khách hàng với ngân hàng rất là nhiều. Nên cơ quan công an họ cũng có ba cái khuyến nghị. Cái thứ nhất là về cái vấn đề mà công nghệ ấy, là chúng ta hết sức thận trọng trong cái việc để kẻ gian nó lợi dụng. Thế còn đối với khách hàng mà khi hoạt động tại ngân hàng, thực sự nếu lý do vì cán bộ ngân hàng thoái hóa tiến chức mà có những cái vi phạm
mà bản thân khách hàng vẫn hoạt động đúng theo quy trình, những thứ có kết luận của cơ quan công an là đấy là lỗi tại cán bộ ngân hàng cố tình lừa đảo, thì tất cả khách hàng đấy sẽ được các ngân hàng là thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ của quyền lợi của mình. Thế còn với vụ việc tại MB, chúng tôi sau khi giả soát đã chủ động đưa ra cơ quan công an, cũng báo cáo quý vị là từ tháng 10 năm ngoái. Thế và vì cũng có vấn đề là nếu hiện tượng này đã từng xảy ra là có khách hàng đã từng cấu kết với cán bộ nhân viên trong ngân hàng để lợi dụng khai thác các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Thế cơ quan công an đang họ đang truy vết các dòng tiền, nếu thực sự có sự quy cấu kết của cán bộ ngân hàng và cái đối tượng đấy để lợi dụng kiếm tiền của ngân hàng, thì lúc đấy ngân hàng sẽ không có trách nhiệm, mà thậm chí là cán bộ ngân hàng và khách hàng còn bị truy tố về cái tội là lừa lợi dụng rút tiền của ngân hàng. Thế nên là cũng trả lời các quý vị như thế là để các quý vị rất là yên tâm, trong trường hợp nếu vì hoạt động đúng quy trình thủ tục, cán bộ ngân hàng do lỗi ngân hàng tuyển dụng con người kiểm soát con người để đào tạo mà không được chặt chẽ sát sao mà để xảy ra hiện tượng đấy, thì ngân hàng có trách nhiệm với khách hàng. Thế còn trong trường hợp của ngân hàng chúng ta thì chúng ta đang đợi kết luận của cơ quan công an, cơ quan pháp luật, kết luận cuối cùng cơ quan pháp luật như thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện theo việc đấy. Nếu thực sự là lỗi chúng ta phải đền với khách hàng, nhưng ngược lại khách hàng có câu kết với cán bộ nhân viên ngân hàng mà để lợi dụng ngân hàng, thì là ngân hàng chúng ta sẽ không bị mất những tiền đấy. Để cũng báo cáo quý vị cổ đông như vậy. Để anh đi tiếp tục. Vâng, cảm ơn quý cổ đông. Thì tiếp theo thì có nhận câu hỏi là ngân hàng thông báo về việc chuyển đổi coi tinh thì có ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật khách hàng hay không, thì đề nghị nói rõ các rủi ro có thể xảy ra, tiến độ khi nào thì hoàn thiện xong chuyển đổi. Thì báo cáo với quý vị là để phục vụ cho hoạt động cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của khách hàng tốt hơn, thì MFP sẽ quyết định là chuyển đổi, dự kiến là chuyển đổi coi tinh vào cuối tháng này, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển đổi vào thời điểm tháng 4 và bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ này. Và để mà chuyển đổi coi tinh thì nó là một cái quá trình mà ngân hàng hoàn thiện, bởi vì MSB thì đã trải qua hai lần, một lần là chuyển đổi coi tinh chính thức vào năm 2002 và một lần là hợp nhất cùng với cả Mekobank, và lần này là lần quyết định cuối cùng chuyển đổi khi mà chúng ta chuyển đổi sang nền tảng mới. Thì toàn bộ cái hệ thống chuyển đổi coi tinh này đã được các chuyên gia cũng như nhân viên của MSB và các chuyên gia nước ngoài đã làm việc liên tục với nhau hơn 2 năm nay để hoàn thiện các cái quá trình chuyển đổi. Thì các rủi ro xảy ra thì về mặt rủi ro thì chắc là không có rủi ro nào lớn xảy ra, chỉ có một chút gián đoạn trong cái quá trình mà chúng ta chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, nhưng mà nó sẽ diễn ra rất nhanh. Và lý do vì vậy thì chúng tôi sẽ chọn các cái thời điểm mà khách hàng ít giao dịch nhất và vào kỳ nghỉ lễ. Còn lại thì tất cả các giao dịch của khách hàng thì vẫn được thực hiện một cách bình thường và không có sự gián đoạn nào lớn. Hệ thống đều ghi nhận đầy đủ các hoạt động của khách hàng cũng như các giao dịch của khách hàng. Tiếp theo thì một câu hỏi nữa là triển vọng NIM trong giai đoạn năm 2024 và 2025 cụ thể thì khoảng bao nhiêu. Báo cáo với các quý vị thì trong cuối năm 2023 thì và đầu năm 2024 thì với sự biến động của lãi suất huy động thì có chiều hướng giảm và tiền vay theo chỉ đạo của ngân hàng nước cũng giảm. Tuy nhiên thì mọi người cũng thấy rằng là với cái quản trị và cái tỷ lệ CASA của MSB thì cũng tương đối là khả quan, cho nên là cái NIM trong hoạt động huy động và cho vay chúng ta cũng cải thiện và chúng ta luôn luôn đạt ở mức độ cao so với bình quân thị trường khoảng 4% trên tổng danh mục. Đánh giá thị trường và triển vọng bất động sản năm 2024 và ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tài sản của MSB. Thì kính thưa quý vị, trong hoạt động về quản trị rủi ro cũng như là dự báo thì MSB có bộ phận dự báo về biến động nền kinh tế cũng như là biến động ngành và biến động về chất lượng tài sản đảm bảo. Thì định kỳ hàng tháng và hàng quý thì MSB vẫn tiến hành review lại và đánh giá lại giá trị của các bất động sản. Nói chung trong cái phần mà được bất động sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo. Còn lại thì như trong báo cáo của ban điều hành thì danh mục đầu tư cho hoạt động bất động sản của MSB thì tương đối là thấp,
và nằm trong cái không có nằm trong lĩnh vực cảnh báo của ngân hàng nước, là một trong những ngân hàng mà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thấp. Tuy nhiên thì về tương lai của ngành bất động sản thì theo quan điểm đánh giá của MSB thì đang có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là các luật của chính phủ thông qua sắp sửa có hiệu lực trong thời gian tới đây, cũng như là các cái động thái để ổn định thị trường và lãi suất thấp, thì MSB tin rằng là ngành bất động sản sẽ có những khởi sắc nhất định. Và trên cơ sở đó thì các hoạt động và tín dụng liên quan bất động sản của MSB cũng sẽ có khởi sắc. Tuy nhiên thì vẫn khẳng định lại là MSB vẫn là một trong những ngân hàng kiểm soát. Có ba câu hỏi là MSB có kế hoạch ghi nhận phần phí Advanced Bank Assurance còn lại trong năm 2024 hay không, và tiến độ thương vụ bán FCCOM. Câu hỏi tiếp theo là MSB có kế hoạch phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài hay không. Thứ nhất là MSB có ghi nhận phần Advanced Bank Assurance còn lại trong năm 2024 hay không. Thì báo cáo với cổ đông là trong năm 2023 thì MSB đã ghi nhận, sau khi ký hợp đồng độc quyền với cả Pru thì MSB đã ghi nhận toàn bộ cái phần đến năm 2023 thì MSB đã ghi nhận các phần chi phí Advanced của phần Bank A rồi. Phần thứ ba là tiến độ thương vụ FCCOM. Thì như quý vị đã biết thì hiện nay MSB đã đổi tên thành FCCOM thành Tinet Finance và đang làm việc cùng với cả bên tư vấn McKinsey cho các kế hoạch 6 tháng và 1 năm để xây dựng một cái mô hình mới liên quan tới phát triển tín dụng số rồi hệ sinh thái số. Tuy nhiên thì MSB vẫn open trong các trường hợp mà một số các đơn vị liên quan có thể liên kết hoặc là tham gia cùng với cả Tinet Finance. Thì hiện nay thì MSB cũng đang có 3 nhà đầu tư, một nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, một nhà đầu tư đến từ Nhật và một nhà đầu tư đến từ Đài Loan, thì vẫn đang làm việc chặt chẽ với MSB trong cái quá trình mà tham gia trong quá trình mà hợp tác FCCOM trong các giao dịch này. Thì MSB vẫn để mở các khả năng của mình. Thứ tư là MSB có kế hoạch phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài hay không. Thì trong lần trả lời trước đây của đại hội thì MSB vẫn để ngỏ cái phương án này và hiện nay cũng đã làm việc với một số đối tác, và gần nhất là trong năm vừa rồi thì MSB làm việc với cả hai tổ chức, trong đó có tổ chức của Đức, để trao đổi việc mà mời cổ đông chiến lược nước ngoài trên quan điểm là cổ đông nước ngoài giúp được MSB trong công tác về phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro. Bởi vì với quy mô tổng tài sản hiện nay của chúng ta thì cái vốn điều lệ của chúng ta hoàn toàn đáp ứng được tất cả các chỉ số về quản trị rủi ro theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, cũng như là bây giờ 3 hoặc là bây giờ 4 theo tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên cái nhu cầu mà để tăng phần vốn điều lệ lên từ các nhà cổ đông chiến lược nước ngoài thì MSB cũng không đặt là thứ yếu, mà cái quan trọng mà MSB muốn là các cổ đông chiến lược được nước ngoài mang lại các cái giá trị về mặt quản trị rủi ro, về phát triển kinh doanh, về mặt chuyển đổi số. Tuy nhiên thì MSB vẫn đang đàm phán và để ngỏ phương án này trong năm 2024. Thì nếu có thì trong đại hội cổ đông tiếp theo thì hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cũng sẽ báo cáo chia sẻ chi tiết hơn với cả quý cổ đông.